Mến chào quý cô chú các nhà đầu tư. Hôm nay em xin phép kỳ quyên một căn nhà lầu tọa lạc tại khu phố Kim Điền, Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc. Đây là con đường tập đoàn 4 hướng này ra ngã ba Tân Kim. Từ vị trí căn nhà ra tới ngã ba Tân Kim là 1 km nghe cô chú anh chị. Khu dân cư đông, đường trước nhà là đường xe hơi nghe cô chú anh chị. Khu dân cư đông đúc. Vị trí căn nhà mình gần chợ, trường học, Bách Hóa Xanh, siêu thị, đầy đủ tiện ích của xã hội nghe cô chú anh chị. Vị trí căn nhà em nằm phía trước nha. Nhà của mình đang giới thiệu là một trệt một lầu nha cô chú anh chị. Nhà còn mới nha. Nhà sổ hồng riêng, đất ở tại đô thị. Trước nhà mình là thoải mái cho cô chú anh chị đậu xe nè. Đây. Bên trong căn nhà của mình nghe cô chú anh chị, đây là sân trước nè cô chú anh chị. Đây, sân trước. Bây giờ mình tiến vào bên trong. Đây là phòng khách nha cô chú anh chị. Đây là hai bên tường của mình. Toàn bộ ốp gạch men hết nha cô chú anh chị. Nhà mới đẹp. Rồi, bây giờ em tiến vào bên trong. Phía trước là phòng khách. Đi thẳng ra phía sau. Đây là cầu thang lên lầu, lầu 1 nha cô chú anh chị, ốp đá hoa cương nha. Tiến vào phía sau là một phòng ngủ nha cô chú anh chị. Đây là phòng ngủ, còn phía sau là một phòng bếp nha. Bếp của mình là bếp rộng rãi nha. Nó thoải mái cho một gia đình sinh hoạt. Rồi tiến vào bên sau là một toilet. Đây là toilet. Còn đây là cái chỗ giặt giũ sinh hoạt của một gia đình ha. Rồi bây giờ em tiến trên lên lầu 1 nha cô chú anh chị. Nhà mới đẹp ha, hai bên tường toàn ốp gạch men hết nha cô chú anh chị. Ở phía trước của mình là sân đậu xe thoải mái nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình lên lầu 1 nha. Tay cầm này, tay cầm bằng gỗ nha cô chú anh chị. Đây, lên lầu 1 của mình nè. Nhà còn mới to luôn nha cô chú anh chị. Đây, lầu 1 của mình đây. À, lầu 1 là ở đây một phòng ngủ. Kế bên là một phòng ngủ nữa. Rồi phía sau là một toilet. Còn ở phía trước của mình là một phòng thờ nha cô chú anh chị. Đây, phòng thờ của mình đây. Còn tiến ra bên ngoài một lan can. À, lan can mình nhìn ra nè. Đó, mình nhìn ra ngoài nè. Nhìn ra bên ngoài là một phong cảnh rất là yên tĩnh. Đó, phía trước của mình đây. Vòng vòng khu vực này là nhà dân sinh sống rất là đông cô chú anh chị. Lầu 1 của mình là một phòng thờ nè, và hai phòng ngủ nè, và một toilet. Còn ở dưới bên dưới á, là từ bên ngoài mình bước vô là một phòng khách nha, và một phòng ngủ, một toilet. Căn nhà này là diện tích ngang ngang năm, dài 19,5 m, một phòng khách, ba phòng ngủ, hai toilet, một phòng thờ và một phòng bếp. Nhà sổ hồng riêng chính chủ cần bán giá 2 tỷ, còn thương lượng nhẹ, bao giấy tờ thế ra công chứng nghe cô chú anh chị. Nhà cực kỳ đẹp nha, khu vực của tập đoàn 4. Em còn một căn này, hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị. Nhà này mình mua vô ở liền nghe cô chú anh chị, còn mới to luôn nha. Sổ hồng riêng cần bán nha, giá 2 tỷ. Sổ hồng riêng đất ở tại đô thị. Vị trí căn nhà của mình là nằm gần chợ nè, gần ngã ba Tân Kim, Bách Hóa Xanh, siêu thị, đầy đủ tiện ích của xã hội nghe cô chú anh chị. Khu dân cư đông đúc nha, giá bán 2 tỷ, còn thương lượng. Quý vị nào mà muốn sở hữu căn nhà này thì xin liên hệ số điện thoại trên màn hình.
ngang năm, dài 19,5 m, sổ hồng riêng chính chủ, đất ở tại đô thị, giá 2 tỷ mình sở hữu một căn nhà đẹp tuyệt vời. Phía trước là một sân đậu xe, bên trong là một phòng khách, tiến vào bên phía sau là một phòng ngủ và một toilet. Lầu 1 là 2 phòng ngủ, 1 toilet và 1 phòng thờ. Tổng hết căn nhà là 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng bếp và 1 phòng thờ, giá 2 tỷ. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong nước và ngoài nước luôn theo dõi ủng hộ kênh của em. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đừng quên đăng ký và cho mình một like để nhận thông báo video tiếp theo của kênh Bất Động Sản Long An. Em xin chào và hẹn gặp lại.